Thời điểm này các bạn mua máy tính cỏ để học online có rẻ không? Nhưng mình thấy là laptop dạo này hơi tăng giá, có con tăng giá gần 100% rồi. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau đi ráp một bộ cây cỏ để giúp bạn trong cái việc mà có thể dùng để học online nhé, và cũng có thể chơi game. Nếu mà các bạn chỉ dùng học online không ấy thì các bạn có thể bỏ cạc Vega đi, không cần bận tâm cạc Vega làm gì cả. Còn nếu các bạn chơi những cái game nhẹ, ví dụ như LOL, FIFA, CSGO thì các bạn có thể dùng đến Vega. Còn đây là con Vega rẻ nhất hiện tại mình đang có ở trong nhà và cũng là con cuối cùng rồi. Là GTX 650 1GB RAM 5. Những cái dòng Vega cỏ bây giờ lên không thể tưởng tượng được. Có những con nó tăng, tính ra đúng ra là nó phải tăng đến 3 đến 300 đến 400% giá trị thực của thời điểm này của năm ngoái các bạn ạ. GTX 650 1GB bây giờ có giá dao động vào khoảng 1 triệu tư các bạn nhé. Mấy ở cái thời điểm này năm ngoái nó có chỉ có giá 300 rưỡi thì các bạn thấy là nó tăng đến 300% chưa ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái main là H61. Đây là main Pegatron của Hàn Quốc. Các bạn nhìn thấy nó như mới này. Thì nó cũng giống như các main bình thường thôi, nó có đầy đủ tất cả những cái tính năng của một cái main loa thông thường, không có gì được gọi là quá nổi trội. Cái ưu điểm của nó là các bạn nhìn cái main này nó như là main mới đây thôi. Đẹp không các bạn? Có cái còi này. Những cái dòng main mà có cái còi đấy, khi các bạn cấm mà CPU hoạt động rồi mà nó không nhận RAM thì nó kêu tít tít nhé. Dễ dàng phán đoán cho các bạn trong quá trình các bạn vệ sinh khe RAM. Đó là cái ưu điểm của nó. H61 CPU thì mình đang sử dụng là i5-3470, 4 lõi 4 luồng và cái tốc độ là 3.2, turbo lên được thì là 3.6 và hỗ trợ cho các bạn 32GB RAM, bớt 133 và bớt 1600. Các bạn cũng có thể dùng những con CPU cỏ như G2130, i3 đầu 2 đầu 3 và i5 đầu 2 và kể cả i7-3770 các bạn nhé. Cái dòng i3 và dòng chip G thì rẻ, nhưng dòng i5 nó có cái số lõi và số luồng nó nhiều hơn, tiện cho các bạn cái việc chơi game và các bạn làm nhiều cái tác vụ, vì vậy là nó gần như không giảm giá trên tất cả các phân khúc của dòng i5. Còn ở đây là hai thanh RAM 4GB, bớt 1600, đua RAM các bạn. Với những combo này cũng chỉ cần đến 8GB thôi, chứ không cần nhất thiết là 16GB làm gì cả. Nguồn thì Hanki 400W là quá thừa thãi rồi các bạn. Còn SSD giờ thì kể cả là main cỏ đến mấy thì cũng dùng SSD thôi, chứ không ai dùng HDD ở cái thời buổi này nữa rồi. Sau này chúng ta có nâng cấp gì thì chúng ta vẫn có thể tận dụng SSD của chúng ta, không phải bận tâm là phải vứt ổ đi để thay. Tất cả những cái này được bảo hành ở Note 2 một tháng. Ở trong cái thời gian bảo hành, những cái sản phẩm đơn lẻ ví dụ như là Vega, nguồn, ổ cứng, RAM, CPU, nếu cái nào ở lỗi lẻ mà không có để thay thế thì mình sẽ có thể có cái phương pháp là giúp các bạn nâng cấp hoặc là hoàn trả 100% cái giá linh kiện của cái linh kiện đó lỗi khi mình hết hàng nhé. Nhưng với cái đồ này thì gần như cái tỷ lệ hết hàng là rất khó. Còn bây giờ thì mời các bạn đi trải nghiệm cái bộ combo dùng để chơi game hoặc là giúp các bạn học online với cái chi phí rẻ nhất. Main thì có giá khoảng 600, hơn 600. Mỗi đánh giam có giá hơn 300. Đắt mỗi con CPU này. I3 các bạn dùng thì có hơn 400, còn I5 các bạn dùng là hơn 900, SSD hơn 400 và nguồn hơn 200, Vega là 1.4 triệu, thêm một cái vỏ khoảng 300 nữa, công nắp công niếc hoặc là các bạn về tự giáp cũng ok là được. Hoàn thiện rồi các bạn, bây giờ mình show cấu hình cho các bạn xem nhé. I5-3470, tốc độ là 3.2, 4 lõi, 4 luồng, RAM 8GB. Các màn hình là GTX 650 1GB RAM 5. Ổ SSD 128. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm qua nhé. Đây là cái bộ cây mà giúp các bạn có thể mua về để học online. Khi các bạn bỏ các màn hình đi thì cái giá nó sẽ giảm đi rất nhiều, giảm đi hơn triệu đấy. Bây giờ chúng ta test PUBG nhé. Như Tùng đã nói ở phần đầu video, nó chỉ dùng để chống vã thôi, có nghĩa là chữa cháy thôi. Các bạn có thể chơi LOL và FIFA với bộ cấu hình này ok, nhưng PUBG bản PC thì thực sự là không ok nhé. Với nơi giật và cái FPS các bạn chỉ được có khoảng 20 năm rồi. Mức thấp nhất các bạn. Vì vậy tối thiểu để PUBG ok phải là GTX 750 bản 1GB RAM 5 thấp nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã trải nghiệm
của mình